Bên này là tai heo, rồi cái thịt đầu heo, chân vịt, lưỡi heo, rồi lòng mề. Ồ nhiều quá các bạn ạ. Ồ có cái này con thấy rất là hấp dẫn này. Cái này là khấu linh đúng không chú? Ồ cái dày dày này là cái đoạn ruột cuối cùng của con heo. Còn là phá lấu khìa thì cái phần nước mà để khìa có nước cốt dừa rất là nhiều đó các bạn, nước dừa nữa. Nhưng mà cái này là 350 một ký đúng không? Là đầy đủ hết toàn bộ những cái đồ trên này chú có bán á, là chú cắt ra đây để chú bán cái thập cẩm này các bạn này, 350. Bây giờ nó săn săn là ăn nó mới giòn các bạn ạ. Thơm ghê ha. Nhiều bạn cũng giống như mình như hôm nay thôi. Tới thì với cái tâm trạng rất là tò mò nhưng mà thực sự khi mà ăn vào là chỉ có hài lòng các bạn ạ. Ôi dễ thương vậy. Đây là chó nhà mình luôn hả chú? Bé heo à? Chào bé heo nha. Ồ, hai bé heo. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt trên một con hẻm của đường Dương Bá Trạc, quận 8 nha các bạn. Trước mặt các bạn là một cái hàng bán các đồ phá lấu khìa, về thịt heo, thịt gà khìa đó các bạn. Nhìn rất là bắt mắt và hấp dẫn. Cái tiệm này thì cũng khá là nổi tiếng trong một thời gian vừa qua rồi. Tuy nhiên là hôm nay mình và bạn Diễm vô tình đi ngang đây thì phát hiện ra. Nhưng mà khi mà ghé và hỏi thăm thì được biết là tiệm này đang rất là nổi tiếng các bạn ạ. Nên mình và Diễm quyết định ghé vào để cùng với tất cả bạn khám phá xem là cái tiệm phá lấu khìa này có những cái món gì ngon nha các bạn. Trời ơi, các bạn mới vào đây là các bạn đã nhìn thấy rất là nhiều món này. Có chào chú. Nhà mình bán cái món này lâu chưa chú? Gần 1 năm. À rồi các bạn nhìn này. Toàn bộ cái này là đều là về heo hết rồi chú. Heo, vịt, gà. Và nhưng mà gọi chung là phá lấu khìa. À các bạn nhìn này. Ở đây mình thấy có chim cút này. Rất là thơm nha. Bên này là vịt. Vịt đúng không chú? Vịt khìa. Rồi gà rô ti thế này. Ồ chân gà này, cái này là dồi heo đúng không chú? Cái nguyên một cái bắp giò rút xương nữa các bạn ạ. Đó. Bên này là tai heo, rồi cái thịt đầu heo, chân vịt, lưỡi heo, rồi lòng mề. Ồ nhiều quá các bạn ạ. Ồ có cái này con thấy rất là hấp dẫn này. Cái này là khấu linh đúng không chú? Ồ cái dày dày này là cái đoạn ruột cuối cùng của con heo. Những cái phần trên cũng có luôn, nhưng mà cái phần dày nhất này là có một khúc này thôi. À bên này là bao tử, cái kia là lưỡi vịt đúng không chú? Ồ nhiều quá các bạn ạ. Ôi mình đang nói chuyện với các bạn mà thấy thèm chảy nước miếng rồi đó. Ồ cái đầu vịt đây là 4 người làm mà tới bây giờ mới dọn ra là các bạn biết bao nhiêu đây này, là nó mất nhiều thời gian. Nhiều như này thì mình chuẩn bị khoảng bao lâu mới xong được chú? 7 giờ sáng. Ồ trọng lượng này một ngày mình bán khoảng bao nhiêu ký hết này chú? Nay khoảng 100 ngoài. 100 ngoài. Nhưng mà cái cơ duyên nào mà tự nhiên mình lại bán rất là nhiều các món khìa này vậy chú? Thường thường người ta bán ít lắm. Cái đó này mình nghĩ thì thấy làm cái khẩu vị ăn vừa miệng khách hàng, nó ăn nhiều thì mình phải làm nhiều thôi. Dạ. Ít thì không đủ để phân phối. À, tức là ban đầu là mình đã làm nhiều như này rồi hay là từ từ mình mới nhiều hơn? Làm lúc đầu làm nhiều lắm, làm cũng nhiều hơn cái này nữa. Dạ. Giờ thì cũng biết là nó giảm là tất phần này. À, tức là trước đây còn nhiều hơn nữa. Chứ đứng đây là mỗi chỗ đứng luôn á. À. Mình bán từ mấy giờ vậy chú nhỉ? À, từ 1:30 bán cho tới 9-10 giờ đêm. 9-10 giờ đêm rồi. Bán sớm hết sớm thì nghỉ sớm, còn trễ thì cũng 10 giờ là dứt điểm về. Dạ. Tức là mọi các cái đồ ở đây là đều do chính tay chú làm hết hay là có ai phụ không? Mình đứng mình nấu. Công thức là chú làm. Có người phụ. Có người phụ. Đó. 4 người làm các bạn nhìn này. Đó. Này là mình khìa bằng nước dừa là hết. Còn là phá lấu khìa thì cái phần nước mà để khìa có nước cốt dừa rất là nhiều đó các bạn, nước dừa nữa. Này là tai heo này. Này là bao nhiêu một ký đây chú? Tai heo thì 200 ngàn. 200 ngàn. Khấu linh, dừa trường, bao tử, thập cẩm thì 350. À. Tức là thấp nhất là 200, mắc nhất là 350. Còn đầu chim cút, vịt đầu thì bán con bán cái. À, bán cái. Đây, ví dụ như là cái đầu vịt đây là bao nhiêu chú? 20 ngàn một cái. 20 ngàn một cái đầu vịt này các bạn này. Khá là bự nha, các bạn nhìn thấy này. Cái đầu vịt này không phải là đầu vịt nhỏ đâu, đầu vịt khá là lớn đấy. Một cái này nếu như mà một hai người nhậu là cũng đủ đấy các bạn ạ. Cái này là mình thái sẵn đây rồi chú. Lấy hai thứ được. Để muốn lấy nhiều lấy à. Này rồi. Lên. Để vào nhiều lên lấy bao nhiêu? 200. 200 ngàn không? 200 ngàn. 200 ngàn. Cái này là dồi trường đúng không chú? Đấy, cắt lên thế này.
Có phải thêm nước sốt gì hay không? Có, làm nóng lại. Làm nóng cho nó thấm cái gì ăn. Còn nếu mà không làm thấm rồi nó lạc. Thấy chú có mấy cái chảo rồi này. Này là ruột heo này các bạn này. Đó. Này là họ mua về chắc là chủ yếu là nhậu quá chú ha. Nhậu ăn cơm. Mình thấy là nhiều món nhậu lắm các bạn ạ. Nhưng mà khi mà nhìn thấy cái này, tại vì mình không có nhậu á, mình nghĩ ngay đấy là ăn với cơm liền. Cơm bánh mì gì được hết. Chú bảo là ăn với xôi. Mà chú bảo là khách lại không thích ăn với xôi mà lại thích ăn với bánh mì. À. Ăn với xôi thì có thể là nó ngán đấy các bạn. Ăn với bánh mì thì nó bớt ngán hơn. Tại vì các bạn biết là toàn bộ cái này là khìa nước dừa hết. Nên là nếu mà xôi nó cũng có cái độ béo béo rồi, mà ăn với xôi nó thì sẽ ngán hơn. Đây là tai heo đây chú ha. Cắt sẵn này các bạn này. Đây cái đùi gà này. Một cái đùi này là bao nhiêu tiền chú? 30.000. 30.000. Lớn thì 40. Dạ. Có một câu giờ tôm chú. Khi mà cắt xong rồi các bạn thì sẽ chuyển qua bên này xào nóng lại một lần nữa. Ở trong này cái nào là mắc nhất chú nhỉ? Cái này thập cẩm. Thập cẩm này là mắc nhất. Thú linh vào trường bảo tử là lưỡi, tim là mắc nhất. Dạ. Nhưng mà cái này là 350 một ký đúng không? Là đầy đủ hết toàn bộ những cái đồ trên này chú có bán á, là chú cắt ra đây để chú bán cái thập cẩm này các bạn này, 350. Dạ. Rẻ nhất là 5.000 một cặp chân gà. À. Chân gà bên này này các bạn này, có 5.000 một cặp à. Cái này mà bạn nào đúng là nhậu thì ngon bổ rẻ luôn đấy. Đây. Vì nhìn như thế này thôi nhưng mà nếu mà mình mua cái gì ấy thì cô chú sẽ xào lại sốt đúng lại rồi. Bên đó. Ồ cái chân vịt nó nhìn đã quá các bạn ơi này. Nó to. Chân này nếu như theo như mình nghĩ nó là chân ngan như ngoài Bắc mình gọi các bạn, tại vì nó rất là to luôn. Đó. Rất là thú vị các bạn Diễm, mọi thứ là chú đều bày lên bàn hết. Nên là mọi người đi qua cái là nhìn là bắt mắt liền. À, có đôi khi là có nhiều tiệm họ cũng nấu cái số lượng cũng gần bằng như này nhưng mà họ lại bỏ trong nồi. Thì đôi khi các bạn đi qua không bị thu hút, không bị bắt mắt thì các bạn không biết để vào mua. Thì tiệm này có cái đặc điểm là bày hết lên. Bạn Diễm đi qua nhìn thấy là thèm luôn đúng không? Đúng rồi, nghe là bắt mắt, nhưng mà Diễm thích một cái nữa là mình chọn cái nào xong người ta sẽ nấu lại còn nữa cho nó nóng ấy. Chính xác. Thì hôm nay bạn Diễm tới đây sẽ ăn món gì? Thập cẩm. Thập cẩm. À. Nhưng mà nãy giờ thực sự không biết là các bạn bị thu hút bởi cái gì nhưng mà mình bị thu hút bởi cái khấu linh kìa. Nhìn nó rất là béo luôn. Cái này to đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà làm cái này cực lắm đúng không chú? Nó hôi nên là mình phải làm kỹ chú nhỉ? Đây có bí quyết là bao hôi. Có chia sẻ bí quyết rồi không chú? Hay là phải giấu? Chắc có lẽ không chia được. Không chia được. Nhân thì được. Dễ nhưng mà không thể làm chia được. Dạ. Có thể làm là bí được. Quyết làm ăn của mình mà đúng chú nhỉ? Chú nói là vui tính. Chú nói là cái bí quyết mà để làm cho cái dồi heo này, cái đoạn khấu linh này rất là hôi mà để cho nó thơm ngon được á là phải giữ bí mật nha các bạn. Không làm cho là tốt gì, đơn giản thôi nhưng mà đơn giản thôi, không có gì mà là hút mê gì hết. Làm rất đơn giản rồi nhưng mà biết thì dễ, không biết thì khó chứ nhỉ? Bao hôi luôn. Đó. Bao hôi. Bao hôi tức là cái này rất là hôi. À, ở đây có nhận đặt hàng số lượng lớn này, bạn nào mà cần gì gọi với số này các bạn nha. Chị Hạnh là tên chị ở gì? À bên nhà là đây, trước khi mà các bạn mua về là đều xào nóng này như này này, về chỉ có sẵn ăn thôi. Đúng rồi. Cái này là xào là nước dừa cho nóng. Cũng là nước dừa luôn đúng không cô? Đúng rồi, nước dừa. Là cái nước mà các bạn hay uống nước dừa chứ không phải là nước cốt nha. Đúng rồi, nước dừa không phải là nước cốt. Nước dừa khô. Này mà nhậu thì thôi rồi các bạn. Có thấy mặc dù là xào lại thôi nhưng mà cô xào rất là kỹ hả cô ha? Xào khi nào nó săn lại thôi. Chứ không phải là đảo qua cái là đem cho các bạn đưa đem về đâu. Thơm quá. Đó. Xào khi nào hết nước là được. Đúng rồi, nước cô vậy nó ngon. Nó mới sánh cái lúc nước dừa cho nó đậm đà nó ngon. Giờ cô cho
lỗi dạ. Phi vô. Tỏi phi nữa. Lỗi phi. Lỗi phi vô mà mình bỏ sau vậy nó cũng thơm lắm chứ con. Có một số bạn là không ăn được cái dầu tỏi đâu, nên là nếu mà không ăn tỏi phi thì nhắc cô không bỏ vào. Tại vì cái tỏi phi là công đoạn cuối cùng rồi. Đấy, một hộp này là bao nhiêu tiền đấy cô nhỉ? Hộp này 150. 150.000. 150.000. Đó. Mua lưỡi vịt đấy chú. Lưỡi vịt là bao nhiêu một ký chú nhỉ? 350 luôn. À, lưỡi vịt khá là đắt đó các bạn ạ. Cái món này không phải là chỗ nào cũng có đâu nha. Và cái lưỡi nó to ghê hả chú ha. Đấy. Có lấy thêm gì không? Bạn Diễm ngồi đó bán luôn à? Xa nhất là ở đâu lên đây ăn chú? Xa nhất thì Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Củ Chi, Hóc Môn, Đồng Nai, phải có hết. Dạ. Con thấy là cái món này thì ở Sài Gòn bán khá là nhiều, nhưng mà bán nhiều như chú chắc chỉ có một mình chú à, không ai nhiều như này đâu. Bữa nay là giảm là biết cái bàn về bán à. Đến một cái là lên không có chỗ đậu xe luôn, thưa kiện lên Facebook rồi lên kiện nhau trời như đất. Tại vì đông quá đúng không chú? Kẹt xe các bạn ạ. Chú nói là trước đây là đứng cái đường này các bạn nhìn khá là lớn nha, nhưng mà trước đây là kẹt xe luôn, nên là mọi người cũng cãi nhau khá là nhiều ấy. Nhưng mà mình mới bán là khoảng 1 năm hơn rồi chú. Năm. Trước đó mình trước bán quận 7. Quận 7. Bán mấy năm rồi nhưng mà mới về địa chỉ này mới gần 1 năm thôi. Dạ. Mà bên quận 7 mình có bán nhiều như thế này không chú? Quận 7 bán ít lắm. Dạ. Năm mình mới kiếm được chạy qua đây. Dạ. Về đây là nhà mình hay là mình phải thuê chú? Thuê luôn. Là được hơn 1 năm rồi đó các bạn ạ. Ở đây thì cái món nào là gọi là tốn thời gian, tốn công sức chế biến nhất chú? Cái món nào mà cái món chú phải tốn công sức chế biến nhiều nhất? Nhất là cái món thú linh này là rất là cực. Làm mà kỹ, mà rất kỹ, rửa ghế, rồi trụng các thứ là rất nhiều. Là cái món chuột heo đó. Giai đoạn nó mới hơi sạch rồi. Dạ. Nhưng mà bí kíp thì chỉ có một bí kíp thôi, không chỉ đặc biệt hơn bí kíp đó ra là không chỉ được. Tuyệt đối không bao giờ có hôn. À. Đơn giản. Nhưng mà ở đây tổng cộng hết là 10 loại. 10 loại ở trên cái bàn này. 10 loại nhưng mà kiểu một cái hương vị thôi, một hương vị nhiều loại. Đó. Cái này là một khẩu vị còn cái này. Ngon luôn, cái này nhìn ngon ghê luôn. Đó. Mình rất là thích cái này đây, nhưng mà không biết là có bạn nào đặt cọc trước hay sao mà có một cái rồi các bạn ơi. À đây là tim heo đây hả chú? Sạch sẽ lắm. Này mới vừa làm xong đấy chứ. Mình làm từ 7 giờ sáng là tới 1 rưỡi chiều. Nhưng mà chưa xào lại thôi, nhưng mà ăn được. Bà Diễm là được thử trước mình luôn nha. Ngon quá. Nhưng mà đúng là như chú nói là cái này chú làm đó, mình cảm nhận được cái độ giòn, cái độ béo, cái mỡ mỡ nó cứ ra, nhưng mà chú nói là nếu mà đúng á là phải xào cho mình thêm một cái nước sốt nữa thì nó mới thật sự đậm đà, mà nó giòn lắm. Rồi bây giờ bà Diễm gọi món luôn đi để mình thưởng thức nào. Mình cũng rất là thèm, mà bà Diễm ăn như thế này là mình chịu không nổi đâu. Nếu mà chúng ta sẽ gây một cái phần này riêng đi ha. À. Một phần này riêng và một phần thập cẩm. Tự động gấp đi cho nó vui. Đây. À, dạ. Tự động gấp. Bây giờ bạn Diễm ăn cái gì là gấp cái đó nha. Thử việc luôn. Có cần người phụ không chú? Đây này các bạn nhìn nè. Ồ, nó dày ha. Cái phần cuối cùng của cái ruột heo nó rất là dày các bạn ạ. Nếu mà nhiều bạn là sợ là không ngại ăn các cái đồ lòng á, thì các bạn có thể chọn một cái món rất là đặc biệt ở đây, đó là cái giò heo rút xương hay chú ha. Thấy là chú thái kia rất là ngon kìa. À, chú cho con cái phần này đó.
mấy ngày hôm nay thì mình cũng tính đi review tôm hùm rồi, nhưng mà tay bạn Diễm hiện tại là chưa có thể bóc được tôm cua nên là mình tạm thời rời xa mấy món hải sản các bạn ạ. 5.000 đúng không? Dạ còn 150 luôn. Kêu thêm. Chỗ này là có đầy đủ hầu như là hết tất cả những loại. Có cả lưỡi dịch nữa. Bây giờ là xào lên đúng chút. Rồi xào lên. Rồi xào lên. Đây là 150.000 đúng chú? À. Ôi dễ thương vậy. Đây là chó nhà mình luôn hả chú? Bé heo à? Chào bé heo nha. Ồ, hai bé heo. Nhìn giống hải cẩu à. Ờ, hơi giống hải cẩu ha. Ôi trời ơi. Ủa, cái vua hải cẩu luôn á. Nhà mình nuôi hai con này luôn hả chú? À, hàng xóm. Trời ơi. Dễ thương ghê ha. Ơi, nó đi như con hải cẩu ấy. À, bé heo nhà bên kia. À, bên này đang xào đấy. Làm cho nó sệt luôn hay sao cô? Đúng rồi, làm khô lại luôn con. Dạ. Cái nước dừa này nó khô lại luôn xào. Cái da chua mình ăn cái da chua đu đủ, chả ngon lắm, da chua làm nữa. À, dạ. Tương lai mình có tính mở quán nhậu không chú? Chắc có lẽ không có nhậu được, cực quá không làm nữa. Cực quá đúng chứ. Rồi, là cái này mà tới cả hết gần tới chiều rồi. Bán thì tới tối. Tới đến chiều nữa rồi. Đồ này mình ra chợ đầu mối hay sao chú? Mình đã bán uy tín chất lượng rồi nên là mình cứ lấy cái hàng mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhất là cái nội tạng nữa thì nó an toàn các bạn ạ. Đây sệt này hết nước rồi này. Cái này mà các bạn làm thêm một chén cơm thì thơm ghê luôn á. Nhà có cơm luôn các bạn ạ. Công đoạn cuối cùng á là thêm tỏi phi vào. Cho thơm đi. Tỏi này cũng tự phi ở nhà hay là tự phi ở nhà không? Mình nhìn cái tô dầu tỏi là mình biết nó chất lượng rồi. Nó trong vắt này các bạn, và nó vàng, vàng óng như là mật ong á. Mình sẽ ăn giải chiến ở đây luôn nha. Đấy, 150.000 đây. Con ăn đây luôn hả sao? Dạ, dạ, con cầm cái này con ăn luôn. Rồi để cô lấy ớt xanh, phải có rau răm rồi là có dưa chua, có ớt xanh, có nước chấm. Con cầm con ăn luôn. Đấy. Đấy. Rồi, thơm cực kỳ luôn các bạn ơi. Khi mà ở đây nó thơm một á, thì xào lên nó phải thơm gấp 5, gấp 10 lần nữa. Đây cho sáng mình sẽ có một mình rất là may mắn luôn các bạn ạ. À, được chủ quán chú tạo điều kiện cho một cái bàn, một cái ghế để ngồi đây cùng với tất cả bạn thưởng thức. Quán là chỉ bán mang về thôi nha. Kéo một cắt ra rồi mới dắt vô đây nha. Dạ dạ. Cắm cái này nó ngon này. À dạ. Đây. Ở đây có cái chén muối ớt xanh, nó nhìn rất là đặc biệt các bạn, nó sệt sệt này. Dạ. Ra đây chơi, ra đây chơi. Chào mọi người đi. Ồ, cái này giống cu tít nhà mình quá à. Bạn này lùn hơn, nhưng mà nhìn này giống hải cẩu ghê luôn á. Ồ. Giống hải cẩu đúng không chú? Dắt cái xe, bỏ cái xe này. Ê, nhà hai bạn này là bên này đấy các bạn. Ơ, nhưng mà bạn kia lại không có mập bằng bạn này ha. Bạn này nhỏ hơn, dễ thương quá à. Bạn này thì dáng rất là đẹp này. Không hợp ha. Mày chắc tắm sữa dê. Thôi. Chờ xíu nha. Bây giờ mời tất cả bạn cùng thưởng thức với mình và bạn Diễm nha. Muốn nói là cái đu đủ này rất là đặc biệt nè. Nên là Diễm ăn thử luôn. Cái này đu đủ ngâm ấy. Chua. Chua mình ăn với cái này nó hơi ngọt ngọt đó bạn Diễm. Dụng một miếng này luôn. Miếng này là không chê vào đâu được nha.
Cái này á, nhiều bạn mà thích ăn lòng heo là nhìn cái này là thèm không chịu nổi đâu các bạn ơi. Thật ra là Diễm nghĩ không cần chấm đâu, nó đủ đậm đà, đủ cái độ thơm mà có cái tỏi phi ấy. Mời các bạn nha. Ngon hả? Ngon thật luôn á. Ôi, nó hơi giòn giòn, nó sực 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 và nó hơi béo béo một chút nè, và có cái vị ngọt nhẹ của cái nước dừa chứ không phải là nước cốt dừa nhé mà. Đặc trưng ở đây là mình ăn cái phần này nhưng mình không có bị hôi các bạn, rất là thơm, rất là giòn và cái tỏi phi ấy. Quá tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ kẹp một miếng đu đủ ngâm này với một miếng lòng heo. Chấm thử coi. Không cần chấm nữa nha các bạn. Hơi giòn. Mời các bạn nha. Trời, cái này mà có một chén cơm nóng á. Ngon ha. Cái đu đủ nó hơi chua chua giòn giòn á. Nó kết hợp với cái lòng heo nó hơi béo béo một chút á, rất là vừa luôn. Nó hòa quyện các bạn. Đây. Quá ngon luôn á. Ngon ghê các bạn. Béo béo và giòn giòn con ăn dưa chua với đậu đâm vô nữa nè. Ban đầu á thì mình nhìn thấy cái lớp sốt ở bên ngoài á, mình sẽ sợ nó hơi bị ngọt quá, nhưng mà thực sự ăn nó rất là vừa luôn. Không ngọt. Không ngọt. Ăn nước dừa, nước dừa, không phải đường. Thử ăn thử ở đây là cô bán nó nhiều vậy đó. Dừa ăn nó không ngọt. Chính xác luôn. Mình thứ nhất là nghe là khìa nước dừa này. Rồi nhiều bạn sẽ nghĩ rằng ô nó sẽ ngọt như kiểu là người miền Tây hay nấu á, nhưng mà thực sự không có ngọt như vậy đâu. Có một bạn nghe qua cái mùi ngọt thanh của nước dừa. Đúng rồi, ngọt thanh của nước dừa, không phải là ngọt đường. Đúng rồi. Thử nó vừa ăn. Vừa ăn. Cái này thì mình nghĩ là ai cũng ăn được các bạn ạ. Trừ khi là các bạn ăn kiêng thôi. Cảm ơn bạn Diễm nha. Ăn kẹp và lòng heo và bánh mì này. À, mời các bạn nha. Ngon quá. Cái bánh mì nó đang còn giòn nữa. Thơm, béo. Mình phải xin khẳng định với các bạn là cái này nó ngon thực sự các bạn. Nếu như mà bạn nào mà tới đây mà ăn được cái lòng heo á, hãy thử đi. Không chê được đâu. Tiếp theo mình sẽ vẫn ăn một miếng lòng heo nữa các bạn ạ. Đây, kế bên là có bán nước sâm nữa nhá, mình vừa kêu hai chai. Ồ, các bạn nhìn màu đẹp chưa? Bạn Diễm thử liền một miếng đi. Nắng đang chiếu xuống là đẹp quá. Cái chỗ mình đang ngồi thì hơi có nắng một chút á. Thật ra ăn cái này uống Pepsi hoặc bia là tuyệt vời luôn. Thế nào bạn Diễm? Cái này là nước mát á, nước sâm mà nấu mà nấu các bạn nếu mà có tới đây ấy, thì nhớ mua một hai chai nước sâm ủng hộ bên nhà bạn bé heo này nha. Hai bạn đang trong đất đó. Ôi nè nè. Ôi các bạn nhìn nè. Vô bạn nhớ mà vô vô. Miếng này béo lắm. Vô miếng này béo hả? Thế thì đổi lại cho mình. Mời các bạn nha. Thực sự là mình nghiện cái món này ngay từ cái miếng đầu tiên luôn các bạn ạ. Rất là ngon. Ngon quá. Tí nữa mình sẽ mua về tối nay ăn cơm các bạn. Cái này là vừa lòng heo, vừa tim các bạn ơi. Cái này là lưỡi này. Mời các bạn nha. Lưỡi và thịt luôn. Cái điều mà mình thích nhất ở đây đó là cái sự vừa vặn các bạn. Rất dễ để các bạn ăn nhậu. Rất dễ, rất phù hợp để các bạn ăn cơm. Tức là vừa nhậu vừa ăn cơm đều phù hợp luôn. Nó không bị mặn, không bị ngọt. Mình á, nhà ai mà có tiệm nhỏ nhỏ, mình đặt vừa gà với thịt gà về đặt thôi. Này, khách mua gà. Bây giờ mình sẽ ăn sang cái tiếp theo đó là dồi chuồng. Đây này các bạn này. Đó, dồi chuồng mà dính cả miếng lòng heo mình ăn luôn nhé các bạn.
mời các bạn nha. Anh em miếng đu đủ ngâm nữa. Còn quá trời luôn. Ngon quá. Cái này trứng gà non nè các bạn. Ngon ha. Thực sự là khi mà nhìn ấy, thì có các bạn có thể hoài nghi, nhưng mà khi mà đã ăn vào rồi các bạn sẽ khẳng định luôn là nó thực sự ngon, nó không có bị cái gì quá về cái hương vị. Thứ hai nữa là tuy là lòng heo như anh chủ quán nói ấy, bình thường rất là hôi nếu như các bạn không biết cách chế biến, nhưng mà ở đây đặc biệt là cái khống linh ấy, anh ấy làm hoàn toàn không có còn mùi gì hết nha các bạn. Và chính anh chủ quán cũng khẳng định là không có sử dụng hóa chất để tẩy mùi mà làm thủ công hết. Và cái bí kíp đó thì không có thể chia sẻ được. Mình thấy là một cái điều minh chứng là mình thấy là các chị vợ ấy đi mua, các chị yên tâm đó là không phải là các anh chị mua nhậu mà chị vợ mà mua về như là mua về như vậy. Đúng rồi. Các bạn thấy là các cô ấy đi mua rất là nhiều này, đi mua về cho gia đình ăn này, mua về cho chồng nhậu nữa. Đó, chỗ nào ngon là các cô có gì cũng biết à, nếu mà không ngon thì các cô không tới đâu. Bây giờ mình tiếp tục thưởng thức một vài miếng đây nha các bạn. Bây giờ mình ăn cái này là trứng non đúng không? Trứng non ấy. Mà diễm giữ hộ mình nha. Rồi, trứng non này thì bên trong nó sẽ hơi nhạt nhạt một xíu. Mình sẽ chấm với muối xanh. Mời các bạn nha. Thơm, bùi bùi các bạn. Ăn thêm đu đủ ngâm nữa nha. Ngon ha. Cái này là lưỡi heo nè. Bà Diễm tính gọi thêm món gì à? Cái này hả? Cái giò heo rút xương này các bạn mua về ăn cơm à? Chắc là bánh mì mới lấy các bạn ạ, rất là giòn, thơm. Đây bạn Diễm kẹp với cái này này. Bánh mì ăn không cũng ngon. Ồ, đây là một cái miếng ruột heo nhưng không phải là cái đoạn cuối cùng các bạn, nó hơi mỏng một chút. Mình sẽ ăn chung với dồi trường. Mời các bạn nha. Ngon tuyệt. Chắc chắn luôn, khi mình có những người bạn mà thực sự là mình muốn mời họ một cái bữa nhậu ở nhà mà có những món ngon, mình sẽ mua đồ ở đây về các bạn. Tí nữa mình sẽ hỏi xem là có giao hàng qua app không. Bây giờ mình sẽ uống một miếng nước sâm nữa và mình quay cho các bạn xem một xíu nữa nha. Nãy giờ thì mình cũng đã ăn gần hết cái hộp này rồi. 150.000. Phải nói là mình ăn không thôi. Nhưng mà rất là vừa vặn. Ăn hết rồi. Chỉ còn có là trứng non là nhiều. Đúng rồi. Mình Diễm mở hộp mình nha. À, uống chai nước sâm ủng hộ nhà bạn bé heo nào. Mời các bạn nha. Cái vị nước sâm nó rất là thơm nha, không có vị ngọt hắc đâu. Ngọt vừa, thanh mát. Mời các bạn nha. Bạn Diễm ăn xong rồi thì chấm bao nhiêu điểm bạn Diễm? Ừ, khó vì món là khó lấu hơn. Để đây là từng giờ lâu ngày không chơi vậy được. Sạc luôn. Thực sự là nãy giờ khi mà ăn xong rồi các bạn, ngay từ khi mình ăn vào cái miếng khấu linh là cái miếng đầu tiên mình ăn, mình có thể khẳng định luôn là điểm tuyệt đối cho cái món này và cái quán này rất là ngon. Bây giờ mình sẽ lại bên này mình quay thêm nha. Khách đang vào mùa đông rồi các bạn ạ. Phải nói là bây giờ ăn xong mới hiểu được là tại sao cái quán của chú là nổi tiếng như vậy á. Chú bảo là cái phần này là có khách tới là ăn 15 ngày liên tục chú hả? Ăn 15 ngày liên tục món ruột heo này. Bây giờ chú cho con mua một ít mang về luôn nha chú. Đây bạn Diễm gắp cho mình mấy cái này này, dày dày này đó. Hay là nhờ chú cắt một cái phần to này luôn đi. À, chú cắt cái phần
xong đi coi là như thế nào. Bây giờ mình sẽ chờ chú xào xong cái đó nữa là mình mang về các bạn ơi. Mua về để tối ăn cơm. Cái này phải xào nữa là mới tuyệt vời hả chú ha? Ở dưới quê con chú biết cái này làm gì không? Quê con là xào với cái củ kiều á chú, với hành lá. Cũng ngon mà xào dưa kể là còn hết ý nữa. À dạ đúng rồi. Quê đâu? Con ở Long An hả? Dẫn đây hả? Dạ. Mà nhậu á là hay em nhà hay mua cái này làm. Mà được. Không phải lúc nào mua cũng có chú ạ. Ở đây nếu mà đặt hàng qua app là có không chú? Có. Là tên quán là gì chú nhỉ? Phá Lấu Chị Hạnh nhỉ? Đúng rồi. Các bạn nào mà không tới tận nơi mua được thì có thể đặt hàng qua app. Liên hệ cái chú điện thoại này. Dạ. Đây đặt tên Zalo. Dạ dạ. Không cần phải qua bên kia. À. Vậy là các bạn có thể gọi qua cái số này này. Gọi qua trực tiếp qua cái số này là ở đây người ta sẽ giao về tận nhà cho các bạn luôn. Các bạn cũng không cần phải đặt qua app nữa nha các bạn. 0773457591 nha. Cái này mình phải cuộn nó chặt lại hả chú ha? Đúng rồi. Ok, hình như có sườn sụn, cái sụn nó hay sao? Gân á. Gân gì vô. Em mới bỏ tủ lạnh, tủ lạnh cho nó mới cứng lại. Nó cứng lại, dạ. Ăn mới ngon. Sau khi mà chú cắt một cái khấu linh đó không chú? To ra thì Diễm mới nhận định là nếu mà ai mà ăn nó hơi có mỡ một xíu thì chọn cái to là cực kỳ nhiều mỡ và ngon luôn. Còn nếu mà ai mà ngại ăn mỡ một xíu thì mình chọn mấy cái thanh mà nó hơi thăng thăng nhỏ nhỏ lại nó sẽ đỡ mỡ. Đấy. Một tô luôn. Cái này mà các anh nhậu một cách không khác được thôi đó. Ở đây, ở đây. Nó chân dịch đó. Đi qua học nghề các bạn ạ. Học nghề mai mở quán ăn chanh với chú. Về về đâu? Về tới đâu? Về quận 9 rồi chú ạ. Đấy. Quan trọng là sau khi chú thái mỏng từng các nguyên liệu các bạn mua ra thì sẽ xào như này, gọi là khìa cho nó khô lại một xíu. Thì lúc này nó mới thấm hết gia vị và mới ngon các bạn ạ. Chỗ này là bao nhiêu tiền đấy chú nhỉ? Cái này là 240. 280 ngàn. Vừa ruột heo vừa giò heo nha các bạn. Chị Hạnh là vợ chú đúng không chú? Là cô ở nhà làm chứ không ra đây. Đúng rồi. Nhân vật bí ẩn các bạn ạ. À. Các bạn nào gọi ship là kiểu gì cũng gặp chị Hạnh nhỉ? À, chị Hạnh ở nhà chị ra đây chốt đơn. Chốt đơn. Dạ. Đó, các bạn gọi cái số này nè. Gặp chị Hạnh. Lúc cao điểm là mình phải xào cả ba cái chảo này luôn đúng không chú? Đây này. Đó, bây giờ đang mới là hai chảo thôi. Bây giờ nó khô nước thì là được nha các bạn. Bây giờ nó săn săn lại nhờ ăn nó mới giòn các bạn ạ. Thơm ghê ha. Đấy, vậy là xong. Quá ngon. Thơm quá. Cái này là cổ vịt nữa con. Cổ à, vịt với mề. Cổ vịt với mề, với lỗ tai heo. Nóng rồi chú ha. Nóng. Mới xào nó bỏ vào cái hộp nóng ở tay được các bạn. Nóng. Đó, 280 ngàn nè các bạn. Rồi, rồi. Bên này cô cũng xào gần xong luôn. Gần xong luôn. Đó cho nó khô một tí nữa. Tại nó còn hơi sệt
bánh xào khô luôn, nước ngầm. Đó. Thơm không con ha? Quá ngon. Có mùi thơm rất là hấp dẫn nha các bạn. Nước dừa nó lên nó nóng là nó thơm. Có một cái điều là mình và một số bạn đôi khi là hơi sợ về cái độ ngọt của cái món khỉ ấy, nhưng mà ở đây là các bạn yên tâm luôn, rất vừa ăn luôn. Vừa ăn, nước dừa vừa ăn à, ngọt thanh lắm chứ không phải như ngọt đường. Dạ. Yeah. À, bạn nào cần cái gì thì gọi qua chị Hành hoặc là mình tới tận cái địa chỉ này để mình mua nhé các bạn. Con vừa ăn xong, ngon lắm. Dạ. Đó, cô chú đi mua ăn thử các bạn ạ. Nhiều bạn cũng giống như mình như hôm nay thôi. Tới thì với cái tâm trạng rất là tò mò, nhưng mà thực sự khi mà ăn vào là chỉ có hài lòng các bạn ạ. Bà Diễm thấy sao bà Diễm? Bà Diễm hài lòng không? Hài lòng không, mua mang về. Tính tổng tiền của mình hết luôn, có khoảng là 280, 400 mấy. Mình ăn tại chỗ là 150, mua về là 280. Đó. Ở đây các bạn biết là những cái món này gọi là món nội tạng, trong đó có đùi, có gà, chiếm một cái phần rất là nhỏ trong này thôi. Chủ yếu là các cái món về nội tạng nên là chế biến nó phải thực sự là cầu kỳ, kỳ công thì nó mới ngon được. Nếu như mà các bạn không tìm được cái địa chỉ uy tín thì đôi khi là các bạn ngại ăn, nhưng mà mình tin rằng đây là một cái nơi mà các bạn có thể tin tưởng để ăn, tại vì nó rất là ngon, chất lượng các bạn ạ. Đó. Thế là bây giờ mình cũng xin được phép kết thúc cái clip này ở đây nhé các bạn. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như mà bạn nào thấy ngon, thấy thèm thì có thể qua số 161-1-15 đường Nguyễn Thị Tần, phường 3, quận 8 nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Thế là chú nha. Chú về.